Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2021, kênh Nhà Nông miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Hiện tại các vườn xoài tại miền Tây đang vào cuối vụ nên lượng xoài còn ít nên giá có phần tăng nhẹ với xoài Đài Loan. Xoài các Hòa Lộc giữ giá ổn định. Với tình hình dịch bệnh diễn ra đang còn rất phức tạp, ảnh hưởng đến sức mua của thị trường rất lớn. Tình hình thương lái và bà con có tâm lý sợ bệnh nên cũng hạn chế bán buôn, nên giá xoài có thể khác nhau, chênh lệch các khu vực cũng sẽ khác nhau. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau: xoài các Hòa Lộc loại 1 đẹp lựa, từ 17.000 đến 20.000 đồng trên kg; xoài các Hòa Lộc loại 2 từ 10.000 đến 13.000 đồng trên kg; xoài các Hòa Lộc loại 3 từ 8.000 đến 10.000 đồng trên kg; xoài các Hòa Lộc mô xô từ 14.000 đến 17.000 đồng trên kg; xoài các Chu từ 6.000 đến 7.000 đồng trên kg; xoài keo loại 1 từ 8.000 đến 9.000 đồng trên kg; xoài keo mô xô từ 3.000 đến 4.000 đồng trên kg; xoài Đài Loan xanh và vàng mô xô lùa từ 5.000 đến 6.000 đồng trên kg, giá có thể chênh lệch từ 1.000, 2.000 đồng trên kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Ngoài giá xoài, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.